Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 3, lớp 6. Cô lại nhầm tưởng là lớp 7 rồi, cô đang vừa làm xong lớp 7. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu hỏi tiếp theo trong cái phần các nhóm thực vật ở trong chương trình sinh học 6 nhé. Và chúng ta chuyển sang cái bài số 3. So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của hạt tròn, hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hóa. Như vậy cái bài 2 á, là chúng ta so sánh về rêu với lại quýt. Bài này chúng ta sẽ so sánh về hạt tròn và hạt kín, thì cái cách thức làm cũng tương tự như vậy. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh về đặc điểm cơ quan sinh dưỡng trước đối với cây hạt tròn và đối với cây hạt hạt kín. Thì đối với đặc điểm cơ quan sinh dưỡng thì ở đây chúng ta thấy hạt tròn này, nó đã có rễ, thân, lá, thật, lá của nó rất là đa dạng. Thì tương tự như vậy, hạt kín chúng ta cũng thấy rễ, thân, lá, thật và cũng rất là đa dạng. Thân thì phân nhánh nhiều tạo thành tán cây, thì bên này tương tự cũng vậy, đã có mạch dẫn và bên này là đã có mạch dẫn hoàn thiện. Nói chung là nếu như mà nhìn vào đặc điểm cơ quan sinh dưỡng thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm của cây hạt tròn và cây hạt kín là hầu như là nó giống giống nhau đến 8 đến 90%, mà đôi khi mình không phân biệt được cây hạt tròn và cây hạt hạt kín. Và muốn phân biệt được cây hạt tròn và cây hạt kín á, thì chúng ta phải dựa vào một số đặc điểm đặc biệt là ở cơ quan sinh sản mới là chủ yếu. Thì ở đây chúng ta thấy cái cơ quan sinh sản của nó, vì sao nó lại có những cái đặc điểm rất là đặc trưng. Ví dụ như đối với hạt tròn thì cơ quan sinh sản bằng hạt, đối với hạt kín thì nó cũng là cái đặc điểm sinh sản của nó là sinh sản bằng hạt. Nhưng khi xét về cơ quan sinh sản thì chúng ta thấy có sự khác biệt. Đối với cây hạt tròn thì cơ quan sinh sản ta không gọi là hoa mà người ta gọi là nón. Và nón được chia làm hai, đó là nón đực và nón cái. Nón đực thì nó mang túi phấn chứa nhiều hạt phấn, và nó chứa trong cái hạt phấn thì nó chứa những cái tế bào sinh dục đực. Nón cái thì mang các lá nõn, và nõn thì nó chứa những cái tế bào sinh dục cái, và những tế bào sinh dục cái này nó nằm trên những cái lá nõn, nõn hở. Nhưng đối với cây hạt kín á, thì cái cơ quan sinh sản của nó chính là hoa. Hoa thì bao gồm này bốn cái bộ phận chính mà chúng ta đã học, đó là cái phần bao hoa thì bao gồm là đài hoa và tràng hoa này. Hai cái bộ phận này có nhiệm vụ đó là việc bảo vệ và sẽ thu hút côn trùng. Thu hút côn trùng là để giúp cho côn trùng, là giúp cho cây thụ phấn, giúp cho hoa thụ phấn. Thứ hai đó là nhị. Nhị thì nó có nhiều hạt phấn, và những cái hạt phấn này thì mang các tế bào sinh dục đực. Còn nhụy thì nó có bầu chứa nõn mang tế bào sinh dục cái. Về đối với cái hạt tròn đó, thì sau thụ tinh thì nõn sẽ phát triển thành hạt, và hạt nó không có quả che chở mà nó nằm lộ ra bên ngoài, cho nên người ta gọi là hạt tròn. Cho nên người ta khẳng định là nó chưa có hoa và quả. Còn đối với cái cây hạt kín á, thì ở đây chúng ta thấy là sau khi thụ tinh á, thì nõn nó sẽ phát triển thành hạt, và bầu nhụy thì phát triển thành quả chứa hạt ở bên trong, và hạt đã nằm ở trong quả, cho nên là mình không có nhìn thấy hạt, cho nên người ta gọi đây là cây hạt kín. Và hoa của nó rất là đa dạng, thích nghi với rất nhiều cái hình thức thụ phấn khác nhau. Ví dụ thụ phấn nhờ sâu bọ thì hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt. Thụ phấn nhờ gió thì hoa thường nhỏ nhẹ, tập trung ở phần ngọn ngọn cây. Hoa thụ phấn nhờ động vật thì thông thường là những bông hoa này phải gì, sâu bọ và động vật thì cũng cũng gần giống như nhau đấy em, chủ yếu là thụ phấn nhờ sâu bọ, thụ phấn nhờ con người, bỏ cái từ động vật đi cho nó chính xác, chứ nhờ một số loài chim đến thụ phấn thì cái tỷ lệ nó cũng rất là ít, chủ yếu là nhờ côn trùng như là ong là chủ yếu. Thì ở đây bây giờ mình sẽ xét xem thử là cái sự tiến hóa của cây hạt tròn và cây hạt kín như thế nào. Thì đối ở đây chúng ta thấy thì những cái thực vật hạt tròn thì chủ yếu là cây thân gỗ này, nó không có phong phú đa dạng giống như thực vật hạt kín.
Trong khi đó, thực vật hạt kín có thân đa dạng về kích thước và dạng tán cây. Về loại thân thì nó có rất là nhiều, như là thân đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân cỏ. Lá thì nó có hình rất là đa dạng về hình dạng kiểu gân lá. Chúng ta biết có 3 loại gân: gân song song, gân hình mạng, gân hình cung này. Cách mọc của lá trên thân và trên cành như một đối, một vòng, một cách này. Rồi rễ thì có rễ cọc, rễ chùm này. Đó, thực vật hạt kín chúng ta thấy nó cực kỳ phong phú và chiếm một cái số lượng loài rất là lớn ở trên trái đất. Trong khi hạt trần thì nó có lá nõn hở, nó không có bảo vệ được nõn tốt bằng cái lá nõn kép giống như là ở hạt kín. Cho nên là không những thế, là ở hạt trần cái phôi ấy, nó còn nằm lại trong trong hạt, và hạt thì nằm ở trong quả nên nõn càng được bảo vệ một cách tốt hơn. Còn hạt trần thì cái hạt nó lộ ra bên ngoài, nó không có bảo vệ hạt một cách tốt nhất. Rồi nõn ở cái hạt trần chỉ gồm những cái vảy sinh sản mang túi phấn hoặc nõn. Hoa của hạt kín thì gồm đài, tràng, nhị, nhụy với cấu tạo đa dạng và phức tạp với những cái hình thức thụ phấn khác nhau này. Đấy, đấy là chúng ta xét về hoa này. Bên này thì chỉ là nõn thôi, chỉ mang các cái túi phấn hoặc là nõn thôi. Trong khi hoa của hạt kín có cấu tạo rất là phức tạp để thích nghi với cái việc là nhờ những cái hình thức thụ phấn khác nhau đảm bảo tỷ lệ thụ phấn là cao, cao nhất. Rồi tiếp theo là chúng ta xét về những cái hình thức phát tán của quả và hạt ở cây hạt kín phong phú hơn. Còn cây hạt tròn thì nó chưa có quả, nó phát tán chủ yếu là nhờ vào động vật, nhờ vào những cái loài động vật mà nó ăn tới, nó ăn cái quả thì nó sẽ mang cái hạt này đi phát tán. Rồi do những cái đặc điểm tiến hóa cao và đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản mà thực vật hạt kín chúng ta thấy là nó phát tán một cách rộng rãi, thích nghi cao với mọi điều kiện khí hậu khác nhau ở trên trái đất. Và chúng ta biết là ngày nay là cây hạt kín nó chiếm ưu thế hơn hẳn. Cho nên chúng ta khẳng định, chốt lại một câu, đó là hạt kín tiến hóa hơn hạt tròn. Vì sao? Vì nó có cái cơ quan sinh sản là hoàn thiện, đó chính là hoa, và hạt được bảo vệ tốt hơn, thích nghi với nhiều cách phát tán hơn, cho nên là nó phân bố rộng hơn, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu tiếp theo, đó là câu số 4. Nhận xét sự tiến hóa của cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và sự sinh sản của các nhóm thực vật từ rêu, quyết, trần đến hạt kín. Như vậy là nãy chúng ta so sánh cặp rồi, rêu với lại quyết này, hạt trần với hạt kín. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh, chúng ta chỉ nhận xét thôi cái sự tiến hóa này từ rêu cho đến cây hạt kín. Mà chúng ta phải nhận xét về đầu tiên đó là về cái cơ quan sinh dưỡng, rồi về cơ quan sinh sản, và cuối cùng là về sự sinh sản. Thì đầu tiên chúng ta nêu sơ qua, thì từ những cái nhóm thực vật bắt đầu từ rêu, quyết, hạt tròn, hạt kín thì đều là những thực vật sống trên cạn. Cơ thể đã bào có rễ, thân, lá tạo thành cái hình dạng là cái cây và sinh sản bằng bào tử hoặc là bằng hạt. Về cơ quan sinh dưỡng chúng ta thấy này, có sự tiến hóa dần dần này. Thân là từ chỗ không phân nhánh, ví dụ như ở rêu hoặc là ở quyết, đến chỗ phân nhánh tạo tán như cây hạt tròn, hạt kín, và bây giờ là rất là đa dạng. Thứ hai, lá từ chỗ đơn giản chỉ gồm vài lớp tế bào chưa có mạch dẫn, ví dụ ở rêu, tới lớp đã đa dạng với hệ gân lá thì bao gồm mạch gỗ, mạch ray, có chức năng vận chuyển các chất. Và đối với cái sự sắp xếp của lá trên cây, giúp cho cây nhận được nhiều ánh sáng hơn, nó cũng khác biệt ở cây hạt kín. Đấy, tùy vào cái dạng thân. Ví dụ như là đối với những cái cây thì lá nó mọc cách khi mà nó sẽ hứng được nhiều ánh sáng. Nhưng mà cũng có trường hợp thì nó lại mọc vòng hoặc là mọc đối. Rồi đối với rễ thì từ chỗ rễ giả, ví dụ rêu chỉ có chức năng là hút nước thôi, thì đã đến có rễ, đến đã hình thành được cái rễ thật là có mạch dẫn như ở dương sỉ, hạt trần và hạt kín. Đấy, chúng ta thấy nó tiến hóa dần dần lên. Về cái cơ quan sinh sản thì ở đây chúng ta thấy là ở rêu chỉ là các cái túi chứa tinh trùng và tế bào là trứng thì nằm ở trên ngọn cây trưởng thành hay là trên nguyên tạng giống như ở dương sỉ, thì đến cây hạt tròn đã xuất hiện cái nõn nằm trên lá nõn hở,
nó chưa có hoa và quả, rồi tiến hóa đến chỗ là nó đã có hoa quả với nhiều hình dạng khác nhau, và hạt nằm trong quả nên nó được bảo vệ tốt hơn ở cây hạt chính. Tức là càng về sau thì nó sẽ càng tiến hóa. Về cái sự sinh sản thì ở đây chúng ta thấy nè, rêu và huyết là những thực vật chưa có hạt, sinh sản bằng bào tử. Và đối với rêu thì bào tử được hình thành sau thụ tinh, còn huyết thì bào tử được hình thành trước thụ tinh. Đối với cây hạt trồng và cây hạt kiến là những cây có hạt, cho nên là đương nhiên là cái con non nó sẽ phát triển từ cái chất dinh dưỡng ở trong phôi, đúng chưa? Đối với cây hạt trồng thì hạt phát triển từ noãn nằm trên lá noãn hở, còn hạt kiến thì nằm ở trong những cái lá noãn khép kín, tức là trong bầu nhị nên được bảo vệ tốt hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là các nhóm thực vật sống ở trên cạn từ rêu cho đến cây hạt kiến đã tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp này, thích nghi cao độ với điều kiện môi trường sống. Cho nên là, và đặc biệt là đối với cây hạt kín á, thì nó tiến hóa hơn tất cả ba cái nhóm còn lại, cho nên là cái cấu tạo của nó đa dạng, thích nghi với cái điều kiện môi trường, cho nên nó mới phân bố một cách rộng rãi. Như vậy là video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cũng tương đối dài nhưng mà cũng không có gì gọi là khó hiểu hết. Nếu mà chỗ nào khó hiểu thì các bạn cứ comment nha. Hãy nhớ like, share và đăng ký vào kênh thầy Quang để nhận những video tiếp theo nha các em. Chúc các em học tốt.